Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Xuân Phúc tại phiên chất vấn trước Quốc hội nói chúng ta phải tận dụng triệt để những thời cơ lớn đó, phải nỗ lực bằng tất cả trái tim và khối óc, phải hành động bằng ý chí và sức mạnh của cả dân tộc chúng ta, bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn dân và trong hệ thống chính trị cũng như trong từng cơ quan đơn vị. Đúng là miệng lưỡi của Cộng sản nói một đằng nhưng đều làm một nẻo, làm cho mọi người hay nhớ lại câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên chất vấn Quốc hội vào chiều ngày 8 tháng 11 đã nhấn mạnh điều này. Bác Hồ kính yêu từng dạy, dân ta nhớ một chữ đồng, đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Do đó, ông Phúc cho rằng chỉ có khát vọng dân tộc quyết tâm hành động bằng ý chí mới có thể đưa Việt Nam phát triển hưng thịnh. Tuy nhiên, sau lời kêu gọi của Thủ tướng, dư luận xã hội cho rằng dường như lời nói của lãnh đạo nước không gắn với thực tế và không đi đôi với hành động. Có ý kiến về vấn đề này, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, thành viên nhóm Nô Du từ Hà Nội cho chúng tôi biết rằng anh hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Thủ tướng đưa ra trước Quốc hội về việc nhân dân Việt Nam đã trải qua thời kỳ hết sức là khó khăn, đã đứng lên giành độc lập. Nhưng điều ông Phúc nói thì cũng như chưa đầy đủ, vì trong lịch sử cũng có nhiều vua chúa rất là tàn bạo, kém tài đức, thì khi gặp những trường hợp như vậy thì đất nước suy vong vì do những vị vua đó. Khi người dân có thể đứng lên cùng với triều đình chống ngoại bang, khi có vua đủ tài đủ đức thì nhân dân mới tập hợp được. Còn với nhà báo Ngô Nhật Đăng thì ông có suy nghĩ khác. Ông cho rằng không riêng gì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà ngay cả những nhà lãnh đạo cũng hô hào mọi người thể hiện tinh thần yêu nước, nhưng đi vào thực tế đều ngược lại, khi mọi người lên tiếng đều bị đàn áp thẳng tay. Dù rằng những người Cộng sản nhận thấy rằng đất nước phải thay đổi thì người dân phải thể hiện lòng yêu nước, nhưng những mục tiêu thay đổi của họ nó rất là mâu thuẫn. Muốn kinh tế đất nước phát triển mà chế độ chính trị phải ổn định thì cho thấy hai phạm trù thay đổi nó khác nhau. Nên đối với những người kêu gọi như vậy chẳng được người dân ủng hộ. Có một góc nhìn nhận thực tế hơn, nhạc sĩ Lê Thiệu chia sẻ rằng hiện nay nhân dân đã mất hết niềm tin vào chính phủ Việt Nam, nên đối với những lời kêu gọi của chính phủ thì người dân cũng phớt lờ, chẳng ai quan tâm để ý. Vì chính bản thân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không có uy tín trên diễn đàn, chỉ nói theo kiểu tào lao thôi chứ không phải là người chính khách, nên niềm tin của dân không còn tin vào chính phủ hiện nay, và thậm chí Thủ tướng phát biểu như một trò hề cho người dân cười vậy đó. Cũng tại phiên chất vấn báo cáo Quốc hội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho rằng còn quá nhiều vấn đề mà người dân đang bức xúc, và để giải quyết được những vấn đề đó, mọi người dân phải cùng đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng hành động quyết liệt thì mới có thể tháo gỡ những khó khăn vướng mắc này. Đúng là lời nói của Thủ tướng Phúc không sai chệch đường hướng của chính phủ Việt Nam đưa ra, nghĩa là chính phủ lúc nào cũng là của dân, vì dân và do dân. Tuy nhiên, nhìn nhận lại thực tế, bao nhiêu tiếng nói của giới nhân sĩ trí thức lên tiếng bảo vệ đất nước đã bị quy kết là phần tử phản động, thậm chí nhiều người trong số họ đã bị bắt bớ và bỏ những án tù nặng nề. Vậy ngọn lửa yêu nước của người dân Việt Nam sao, làm sao để thắp sáng lên? Kỹ sư Trần Bang từ Sài Gòn nhận định đối với những lời nói đó thì việc tin hay không tin là tùy thuộc vào mỗi người, nhưng đối với cá nhân ông thì ông khẳng định là tôi không tin. Vì nếu các ông thả những người tù chính trị biểu tình yêu nước phản đối luật đặc khu an ninh mạng và hai luật này từ Trung Quốc mà ra giờ vác về kêu chống giặc ngoại xâm, mà lại đi tiếp tay cho ngoại xâm, nhiệt điện than, vùng áng Formosa, bô xít Tây Nguyên, thì những điều đó tôi không tin. Họ thả hết những tù nhân lương tâm, những người đấu tranh lên tiếng chống Trung Cộng xâm lược bị bắt bỏ tù và họ cho là tuyên truyền nói xấu. Khi nào bỏ Đảng Cộng sản thì chúng tôi công nhận yêu nước, còn không bỏ thì không yêu nước, thế thôi. Đảng lãnh đạo mà cho đảng viên sang tàu tập huấn thì làm sao nói yêu nước,
nói vậy chỉ là giả vờ mị dân thôi. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng bổ sung thêm ý kiến về điều này. Thật nực cười và phi lý khi có hàng trăm tù nhân lương tâm vẫn đang chịu cảnh đọa đày trong ngục tối vì những điều họ nói và làm đi ngược với ý chí của nhà nước này, mặc dù những việc họ làm cũng để bảo vệ đất nước, lên tiếng chống bất công, chống giặc ngoại xâm. Thế nhưng những người như thế là minh chứng lớn nhất cho thấy nhà cầm quyền hiện nay họ không có thiện chí, ý chí gì để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước, và tất cả những điều họ kêu gọi mục đích cũng chỉ là bảo vệ chế độ mà thôi, chứ không phải là bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân này. Còn theo nhà báo Ngô Nhật Đăng dẫn ra một ví dụ để chứng minh cho mọi lời nói của chính phủ đều không được người dân quan tâm. Ví dụ như luật đất đai không thể để luật là đất đai sở hữu của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý. Đó là một khái niệm nghe rất phẫn nộ. Bất kỳ lúc nào có thể bị nhà nước tước đoạt đất đai của mình. Do đó, ông cho rằng mọi vấn đề mà họ, tức là chính quyền, nói một đằng nhưng đều là một nẻo, làm cho mọi người hay nhớ lại câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn xem Cộng sản đã làm gì. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trước khi trả lời chất vấn Quốc hội hôm 7 tháng 11 năm 2019 đã nhắc lại bài học của cha ông trong dựng nước và giữ nước. Ông Thủ tướng nói cho ông ta: những bậc tiền bối của chúng ta chưa bao giờ khuất phục trước ngoại bang, chưa bao giờ lùi bước trước những khó khăn gian khổ. Từ câu nói của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thiếu tướng Lê Kế Lâm, nguyên chuẩn đô đốc Hải quân Việt Nam hôm 8 tháng 11 chia sẻ với phóng viên Truyền thống của dân tộc Việt Nam: hôm qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói trước Quốc hội rồi, cái đó quá rõ ràng. Ngay trong ngàn năm Bắc thuộc có Hai Bà Trưng, bắt đầu từ năm thứ 40 của thế kỷ thứ nhất, rồi đến Lý Nam Đế được 4 triều đại 68 năm, tiếp đó là năm 938 Ngô Quyền đánh quân Nam Hán thất bại trên sông Bạch Đằng và từ đó lập chính quyền phong kiến Đại Việt. Từ khi năm 1938 Ngô Quyền lập nên quốc thể Đại Việt là hơn 1.000 năm rồi. Hơn 1.000 năm đó thì Trung Quốc tính cả lớn nhỏ đánh mình tới vài chục lần nhưng đều thua cả. Thì đó là quật cường của dân tộc Việt Nam. Nói như cụ Nguyễn Trãi nói, vận nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng anh hùng hào kiệt thì đời nào cũng có. Do đó cho nên bây giờ thế hệ thanh niên Việt Nam, kể cả trong nước, kể cả nước ngoài, tôi không chủ quan nhưng tôi thấy họ rất yêu nước, yêu một cách nồng nàn, yêu một cách nhiệt huyết. Thiếu tướng Lê Kế Lâm. Theo Thiếu tướng Lê Kế Lâm cho biết thêm thông tin rằng người Việt Nam vẫn thế thôi, truyền thống của dân tộc Việt Nam ta 4.000 năm nay là luôn luôn kế tiếp, luôn luôn làm rạng rỡ nòi giống nòi. Ông nói tiếp: nói như cụ Nguyễn Trãi nói, vận nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Do đó cho nên bây giờ thế hệ thanh niên Việt Nam, kể cả trong nước, kể cả ở nước ngoài, tôi không chủ quan nhưng tôi thấy họ rất yêu nước, yêu một cách nồng nàn, yêu một cách nhiệt huyết, chứ không phải nói miệng đâu. Cho nên tôi nói bất kỳ một nước nào, kể cả lân bang của mình có mạnh đến đâu mà xâm lược nước ta thì nhất định nhân dân ta sẽ đuổi họ đi. Vậy lãnh đạo và chính phủ Việt Nam đã làm được gì để xứng đáng là đang noi theo truyền thống của ông cha trong mặt trận chống ngoại xâm? Từ Hà Nội hôm 8 tháng 11, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể cho rằng có lẽ chính quyền nào ở Việt Nam mà khi đất nước bị đe dọa thì cũng phải lên tiếng đấu tranh, dù việc đấu tranh của mỗi chính quyền là có thể khác nhau, bởi vì dòng máu đấy có lẽ đã ăn sâu vào trong máu của người Việt Nam. Chủ quyền đất nước là chuyện rất thiêng liêng, không thể để cho bất kỳ kẻ nào xâm phạm, đó là chuyện chung. Tuy nhiên ông nói tiếp: hiện nay tôi chỉ muốn nói về một câu, không biết thực hư nó như thế nào, nhưng trong dân gian người ta đồn đại rất nhiều là khi ông Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch nghe ông Lê Đức Anh hay ai đấy nói về Hiệp định Thành Đô thì ông ấy đã bảo rằng 1.000 năm Bắc thuộc mới bắt đầu. Cái đấy còn nguy hiểm hơn, tức là một sự xâm lấn mà không cần một viên đạn nào cả. Việc gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông có lẽ không nguy hiểm bằng sự xâm nhập của Trung Quốc từ khắp mọi nơi
và cứ như thế dần dần mất nước lúc nào không biết. Vì người dân và lãnh đạo cứ quen nghĩ như thế và dần dần trở thành một thuộc địa kiểu mới. Vì bây giờ không có thuộc địa kiểu xưa nữa mà tự mình trở thành thuộc địa. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, điều vừa nói là một mối nguy sâu xa hơn cả việc bị gây hấn. Mà muốn tránh được sự thuộc địa hóa mình thì chỉ một cách, phải phát triển đất nước thật giàu, thật mạnh và người dân thật sự làm chủ. Cũng có ý kiến cho rằng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu rằng cha ông ta chưa bao giờ khuất phục trước ngoại bang. Vậy kế thừa truyền thống của cha ông lãnh đạo ngày nay đã làm được điều đó hay không? Trước tình hình thực tế, Trung Quốc từ tháng 7 đã đưa tàu lấn sâu vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam bất hợp pháp. Liên quan đến vấn đề này, Thiếu tướng Lê Kế Lâm cho biết ý kiến của mình. Cái đó thì hơi khó bình luận vì nói thẳng ra mỗi một thời kỳ có một cách đối xử khác nhau và hiện nay ta vẫn lên án Trung Quốc một cách mạnh mẽ đấy thôi. Và ngày hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rất nhiều về vấn đề Biển Đông, không nói tên Trung Quốc nhưng nói rằng họ xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán vùng EEZ, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ta không vạch mặt chỉ tên Trung Quốc nhưng ta vẫn nói các lực lượng của ta như kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân đấu tranh với Hải Dương 8 và số tàu bảo vệ. Ta đấu tranh từ tháng 7 đến nay rất quyết liệt. Không chỉ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không dám nhắc đến tên Trung Quốc như lời Thiếu tướng Lê Kế Lâm tại phiên họp Quốc hội sáng 30 tháng 10 năm 2019, Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chỉ gọi là nước ngoài chứ không nêu đích danh Trung Quốc khi đề cập đến tình hình biển đảo bị xâm phạm chủ quyền suốt 4 tháng qua. Trích câu nói của Trung tướng Trần Việt Khoa từ tháng 5 khi chúng ta hoạt động dầu khí trên biển và đặc biệt là đầu tháng 7 đến những ngày cuối tháng 10 vừa qua, chúng ta thấy nước ngoài đưa lực lượng xuống phản đối chúng ta một cách rất phi lý. Nhiều người cho rằng người Việt Nam cũng như quốc tế đều biết Trung Quốc đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thậm chí quan chức của nhiều nước trên thế giới cũng nhắc đến tên Trung Quốc là nước đang đe dọa an ninh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó, một trung tướng, giám đốc Học viện Quốc phòng lại không dám nêu đúng tên Trung Quốc là kẻ đang xâm phạm chủ quyền Việt Nam trước Quốc hội. Muốn tránh sự tự thuộc địa hóa mình thì chỉ có một cách, phát triển đất nước thật giàu, thật mạnh và người dân thật sự làm chủ. Tại sao lại có sự e dè như vậy? Truyền thống bất khuất kiên cường của ông cha trong mặt trận chống ngoại xâm chưa lan tỏa sâu rộng trong giới lãnh đạo đương nhiệm hay sao? Như vậy có đáp ứng mọi mong đợi của nhân dân hay không? Trả lời phóng viên hôm 8 tháng 11, nhà nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng nói: Tôi thấy có sự chuyển hóa khá rõ rệt mặc dù chưa đáp ứng được mong đợi của người dân. Từ ông Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Thủ tướng cũng đều nói một khẩu khí như thế. Cái câu không khuất phục trước ngoại bang ta thấy cũng không rõ mấy, nhưng ai cũng hiểu cái đó nói trong biểu cảnh buộc người dân biểu hiểu là Trung Quốc. Cái nói đó có sự dè dặt đó người dân có thể hiểu, có thể thông cảm được. Có điều là từ lời nói đến hành động thực tiễn là một khoảng cách dài mà chính phủ khó có thể đi nhanh được. Ngay cả khi người dân tin là chính phủ thành thật trong lời ăn tiếng nói của mình, theo Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, chính phủ cũng như đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang ở tình thế nếu chống lại sự ức hiếp của Trung Quốc thì họ một phần phải mở cửa, bớt bịt miệng người dân. Nhưng đối với họ, họ sợ các tiếng nói của dân chủ trong nước, mà có khi họ còn sợ hơn cả nạn ngoại xâm. Vì vậy, ông cho rằng có hai mặt ngược chiều nhau mà cùng tồn tại. Một mặt chính phủ gia tăng tiếng nói có vẻ mạnh mẽ với Trung Quốc, một mặt họ không ngơi, thậm chí còn gia tăng đàn áp đối với tiếng nói dân chủ trong nước. Cái mâu thuẫn đó chỉ có thể vượt qua trong một tình thế có một bước ngoặt nào đó. Có lẽ phải đợi đến lúc chính quyền thấy không thể để sự việc diễn biến như cũ được, họ sẽ phải thay đổi. Tuy nhiên ông Hoàng Dũng cũng nói rằng ông thấy tình thế
để có thể đẩy nhà nước Việt Nam đến bước ngoặt, hoặc như nói vẫn chưa tới, do đó tình cảnh này sẽ còn kéo dài. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.